Nếu cái chị đẹp nhà mình đang tìm kiếm một em đầm gọi là với kiểu dáng đơn giản thôi nhưng mà sang, mình mặc được về lâu về dài, không lo bị lỗi thời gọi là lỗi mốt luôn, thì đừng bỏ lỡ mã sản phẩm TTV1589 em như đang diện trên người nha. Với chất liệu vải là cô tâm thái, mình vải rất là nhẹ nhàng, mềm mại, mát mẻ, đặc biệt là thấm hút mồ hôi, trội mát ơi là mát cho mình luôn các chị yêu ạ. Một lớp thật sự nhưng mà không có lo bị nóng, không có lo bị nặng nề hay là bị mỏng manh cho mình đâu. Đặc biệt với tông màu này, hãy các chị yên tâm giùm em khi em Nhi mặc trên người nè, đâu có bị lỗ bên trong đâu đúng không các chị. Rồi đầm này thiết kế kiểu cho mình là dạng cổ cung tim ha, có phối viền đen cho mình nè, túi mổ ngang hai bên để điện thoại và dụng Vivo Water cho mình luôn nha. Dáng xuân nghe thì đối với các chị dáng của mình gọi là khó mặc đồ cỡ nào thì cũng gọi là che được rất là tốt cho mình luôn, kể cả là các chị bầu bì bao che cũng được, làm sao làm chỉ cần lấy đúng size giùm em như là được ha. Size số thì từ 45kg đến 73kg. Eo đầm này thì em nghĩ chắc cỡ 90 hoặc là 92 quay đầu á thì mình mặc vẫn rất là ok luôn đó các chị. Bây giờ mình còn thắc mắc gì nữa bình luận ngay và liền tại video này nhé. Một mẫu đầm dáng xuân A với tông màu đỏ rượu cực kỳ trắng sáng làn da cho mình đây các chị ơi. TTV1589 là mẫu em như đang hiện trên người nha. Đúng một chất liệu vải cho mình thôi, đó chính là cô tông thái cao cấp. Mình vải mềm mại, nhẹ nhàng, có độ co giãn nhẹ cho mình nữa, đặc biệt là thấm mồ hôi thoáng mát, rất là phù hợp với thời tiết hiện tại cho mình ha. Đầm này phía sau vẫn kèm cho mình dây kéo nè. Túi thì là bản túi mẫu, túi đứng cho mình như vậy và có kết hợp viền đen nữa ha. Thì cái phần viền đen này nhà em may bằng chất liệu vải ngân hàng cho mình đấy. Đầm này là đang có đầy đủ 6 size luôn, 45kg đến 73kg mình mặc vừa, từ size S đến size 3L ha. Thì dáng xuân A thì đối với các chị có bụng to, eo to, eo bánh mì, dáng của mình khó mặc đồ cỡ nào thì cứ yên tâm mà diện đường nào cũng sẽ che được rất là tốt. Với lại cái màu sắc này em thấy là tuy là một màu thôi nhưng mà đơn giản nhưng mà rất là sang ha, đơn giản nhưng mà rất là sang. Và mình vải thì gọi là mềm mại nhẹ nhàng, về màu sắc thì gọi là mặc được về lâu về dài, không có lo bị lỗi thời lỗi mốt, mặc được từ năm này qua năm nọ cho mình luôn các chị ha. Thì khi mình mua hàng của nhà TTV Store thì bên em vẫn hỗ trợ được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền, rồi hỗ trợ bảo hành đổi mẫu đổi size trong vòng 3 ngày luôn đó. Bây giờ mình còn thắc mắc gì nữa có thể bình luận ngay và liền tại video này các chị ha.